tổ chức Skytrax chuyên đánh giá các hãng hàng không và sân bay trên thế giới, vừa công bố bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2022. Bảng xếp hạng dựa trên hơn 14 triệu cuộc khảo sát khách hàng tại hơn 100 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đáng chú ý, ba hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều được Skytrax vinh danh ở các hạng mục khác nhau. Theo đó, Vietnam Airlines đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2022 của Skytrax. Bamboo Airways được vinh danh ở hai hạng mục, hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới đứng thứ 15 và tốt nhất châu Á đứng thứ 2. Vietjet Air được đánh giá là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất Việt Nam.